Câu lạc bộ Bayern Munich xưa này luôn bị phần còn lại của Bundesliga coi như cái gai trong mắt, bởi họ đã thống trị nước Đức một cách quá dễ dàng và thể hiện được sức mạnh chênh lệch so với phần còn lại. Sự thống trị mãi của Bayern khiến cho giải đấu cao nhất nước Đức trở nên nhàm chán. Thế nhưng những năm trở lại đây, Bayern không còn là mục tiêu hay được nhắm đến nữa, mà thay vào đó là một cái tên khác, đó là RB Leipzig. Leipzig trở thành một cái thách thức mới tại Bundesliga, thế nhưng đội bóng này lại khiến nhiều người ghét hơn là chào đón. RB Leipzig được thành lập vào năm 2009 thuộc sở hữu của ông chủ người Áo Dietrich Mateschitz, đầu sáng lập ra Red Bull. Có thể nói, mô hình và cách thức hoạt động khác thường của Leipzig chính là lý do khiến cho câu lạc bộ này trở thành cái gai trong mắt của người hâm mộ bóng đá nước Đức. Tên của câu lạc bộ RB Leipzig trên danh nghĩa là viết tắt của Rasenballsport Leipzig, thế nhưng thực tế ai nấy đều hiểu rằng RB là viết tắt của Red Bull, nhà tài trợ chính của câu lạc bộ. Đây cũng chính là vấn đề đầu tiên khi người Đức không cho phép tên câu lạc bộ được gắn với tên nhà tài trợ. Việc biến ảnh chữ nghĩa RB đã không qua mắt được người hâm mộ. Thêm nữa, Leipzig lách luật bất di bất dịch 50+1 của bóng đá Đức. Điều luật này đã quy định một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp muốn được cấp phép thi đấu phải sở hữu ít nhất 50% số vốn của câu lạc bộ và 1% còn lại thuộc về thành viên của họ, tức là người hâm mộ. Với luật này, không một cá nhân nào dù có nhiều tiền đến đâu được phép nắm giữ một câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Đức. Carsten Kramer, giám đốc điều hành của Borussia Dortmund từng nói: "Bóng đá là một chất keo trong xã hội của chúng tôi. Môn thể thao này mang một trách nhiệm xã hội rất to lớn. Chỉ có hai câu lạc bộ ngoại lệ là Bayer Leverkusen thuộc sở hữu của tập đoàn Bayern và Wolfsburg thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen, vì họ đã đầu tư cho câu lạc bộ nhất 2 thập kỷ." Vậy Leipzig đã lách luật ra sao? Câu lạc bộ vẫn bán cổ phần cho các cổ động viên, thế nhưng với một đơn giá cao ngất ngưỡng 800 euro, trong khi đó một câu lạc bộ tên tuổi và giàu chiến thống như Dortmund chỉ là 60 euro. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có người hâm mộ bỏ tiền để mua cổ phần của đội bóng, nhưng thực chất những người này đều là nhân viên của Red Bull, chịu sự quản lý của ông chủ Dietrich. Bóng đá cộng đồng luôn đề cao làm nên giá trị và sự khác biệt tại Bundesliga. Việc một đội bóng thuộc sở hữu của ông chủ nước ngoài giàu có với những khoản tiền đầu tư khổng lồ dường như đang trở thành trào lưu ở sân cỏ châu Âu, thế nhưng người Đức vẫn chưa chấp nhận được điều đó. Họ luôn tự hào về điều luật 50+1 bởi nó đã giúp cho giải bóng đá của họ đề kháng với cuộc xâm lăng của giới nhà giàu nước ngoài. Bundesliga duy trì được sự ổn định nhiều năm vừa qua nhờ luật 50+1. Thế nhưng theo thời gian, điều luật này vẫn không sai, nhưng nó đã bộc lộ sự kiềm hãm phát triển của bóng đá. Vậy nếu nhìn theo một khía cạnh khác, Leipzig thấy được vấn đề đó nên đã thực hiện một cuộc cải cách nhằm giúp cho câu lạc bộ tiến xa hơn trong tương lai. Ông chủ người Áo đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để xây dựng lên nền móng cho câu lạc bộ cũng như đầu tư cho những mục tiêu ngắn hạn. Rõ ràng, RB Leipzig đã sử dụng hiệu quả số tiền đó để đạt được những thành công vượt bậc. Câu lạc bộ đã thăng năm hạng chỉ sau 7 năm thành lập. Mùa giải 2016-2017 là mùa giải đầu tiên của RB Leipzig tại Bundesliga và kết thúc chậm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tại mùa giải năm nay, một lần nữa, trước khi Bundesliga phải tạm ngưng vì đại dịch, RB Leipzig đang xếp thứ 2, họ cũng chỉ xếp sau Bayern Munich. Việc các câu lạc bộ chơi thăng hòa, vụt sáng trong mùa giải đầu tiên được thăng hạng và rồi vụt tắt lũi tan trong những mùa giải tiếp theo là chuyện quá quen thuộc. Thế nhưng với Leipzig, họ luôn duy trì được phong độ ổn định trong những năm vừa qua. RB Leipzig đi ngược lại với truyền thống của Bundesliga, thế nhưng họ lại gặt hái được rất nhiều thành công. Điều này lại khiến cho họ càng trở thành đội bóng đáng ghét nhất tại đây. Nhiều người đã không thừa nhận thành công của Leipzig vì cho rằng câu lạc bộ chỉ biết vung tiền mua những cầu thủ về sân Red Bull Arena. Không như vậy, Leipzig chú trọng công tác đào tạo bóng đá trẻ. Câu lạc bộ chi ra 30 triệu euro đầu tư xây dựng nền móng, đội bóng chiêu mộ những cầu thủ phù hợp và tất cả phải từ 23 tuổi trở xuống, thay vì phải trả những món tiền khổng lồ cho các ngôi sao bóng đá. Dưới thượng tầng của câu lạc bộ đã có những chiến lược dài hơi, cạnh tranh trước vô địch. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann từng tuyên bố: "Bây giờ chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Leipzig có dàn cầu thủ trẻ tuổi chất lượng, có khả năng chinh chiến ở mọi đấu trường đẳng cấp." Một trong số đó là Timo Werner. Mùa giải năm nay, chàng cầu thủ 24 tuổi đã đóng góp 28 bàn thắng trong 62 bàn của đội nhà. Sự đa năng của anh cùng với lối chơi nhanh, giàu sức trẻ của đội bóng mang lại hiệu quả nhất định. Werner từng nói: "Bây giờ tôi đang chơi ở một vị trí hơi khác so với kiểu số 10. Điều đó giúp tôi rất nhiều, tôi đã có rất nhiều tự do. Bạn thường phải chờ đợi một thời gian dài để có cơ hội và phải kiên nhẫn. Thế nhưng tôi đã phát triển vấn đề đó." Chính vì đang hạnh phúc tại đây, Wagner đã khẳng định muốn gắn bó với câu lạc bộ mặc dù đã lọt vào tầm ngắm của Bayern. Một đội hình trẻ tuổi đã đem lại cho họ một lối chơi tươi trẻ, nhiệt huyết nhưng cũng đầy kinh nghiệm. Cùng với đó là huấn luyện viên người Đức chỉ mới 32 tuổi Julian Nagelsmann. Vị huấn luyện viên tài năng này đã xây dựng và phát triển lối chơi biến hóa, đa dạng cho câu lạc bộ.
giúp nâng tầm Leipzig không chỉ trong đấu trường quốc nội mà còn ở sân chơi Champions League. Vừa qua tại vòng 1/8 Champions League, RB Leipzig đã gọn gàng đánh bại Tottenham của Mourinho, kết quả chung cuộc sau hai lượt trận là 4-0. Phong độ của Tottenham đang không tốt, thế nhưng không thể phủ nhận Leipzig đã có màn trình diễn thuyết phục. Việc họ quật ngã được đương kim bá quân là một thành tích xứng đáng được ghi nhận. Bên cạnh đó, RB Leipzig đang cạnh tranh song phẳng trước vô địch Bundesliga cùng với Bayern và Dortmund. Có thể nói, đây là một mùa giải đáng kỳ vọng và đáng chờ đợi nhất của thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann. RB Leipzig có đầy đủ tiềm lực chinh phục mọi danh hiệu. Họ đang đi theo lộ trình riêng của mình và nó gần như ngược hướng so với phần còn lại của Bundesliga. Giám đốc điều hành của Dortmund, Hen Waski, coi RB Leipzig là một đội bóng được đẻ ra để tăng doanh thu cho Red Bull. Tên của đội bóng, tên sân bóng, logo, áo đấu, tất cả đều mang biểu tượng của Red Bull. Leipzig trở thành công cụ marketing cho hãng đồ uống nổi tiếng này. Họ chấp nhận điều đó với việc nhận lại sự phản đối từ phần còn lại của Bundesliga. Khi RB Leipzig hành quân đến Frankfurt, Frankfurt đã từ chối đưa logo của Leipzig lên video board hoặc bất kỳ nơi nào khác tại sân vận động trong trận đấu. Axel Hamann, một thành viên của ban lãnh đạo Eintracht Frankfurt, tuyên bố: "Chúng tôi không ở đây để quảng cáo cho Red Bull. Cổ động viên đã ném đầu bò xuống sân vận động như một lời miệt thị đội bóng này trong trận đấu giữa RB và Dynamo Dresden trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Đức. Và cũng không quá ngạc nhiên khi chúng ta dễ dàng tìm được hội những người anti RB Leipzig với số lượng thành viên đông đảo. Câu lạc bộ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người theo cách đáng ghét nhất. Tuy vậy, nó lại mang hiệu quả bất ngờ. Lượng khán giả trung bình đến sân Red Bull Arena đã tăng đều qua các mùa giải. Khoảng 10% trong số đó đến từ các vùng lân cận. Có thể nói, họ muốn đến để xem đội bóng tay tiến này chơi bóng như thế nào, hoặc có thể họ muốn tìm hiểu hơn về đội bóng tạo ra làn gió mới trong Bundesliga. Thế nhưng, vô tình điều đó lại lấp đầy khán đài, khiến cho không khí bóng đá tại nơi đây vô cùng sống động. Suy cho cùng, mô hình làm bóng đá của Leipzig đang thịnh hành khắp sân cỏ châu Âu, thế nhưng chưa được chấp nhận tại Đức. RB Leipzig có thể được coi là kẻ dẫn đầu xu hướng tại Bundesliga. Tương lai mới, không thể biết được xu hướng này có được chấp nhận hoàn toàn hay không. Thế nhưng, đối với fan trung lập, sự xuất hiện của RB Leipzig đã tạo cho họ cảm giác mới lạ, cũng như thêm phần kịch tính cho đường đua mới để chiếm địa bàn. Sự thống trị quá đôi quen thuộc Bayern, phong độ không ổn định của Dortmund làm cho Bundesliga đang trở nên nhàm chán so với La Liga, Premier League. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi RB Leipzig có thể tạo nên cơn địa chấn trong thời gian sắp tới hay không.